hái lục bình không? Con biết hái lục bình không? Biết, hái cái lấy cái cọng nó non. Hồi hái lục bình đi cái ăn cơm với cá kho. Sao à? Chú thích ăn lục bình lắm. Sao à? Biết làm cá không? Biết mà, là biết mà nhé. Cái tuổi này còn đáng lẽ tuổi học, tuổi ăn, tuổi chơi. Nhưng mà Cảnh biết hái rau nè, biết giăng lưới. Thằng bé Cảnh á, cô chú nó rất là lanh nha. Có nhiều cô chú nói nếu mà Cảnh được đi học là Cảnh thông minh lắm. Có cá thác lát nữa kìa. Thêm mới vậy. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Các bạn thân mến, hiện tại là sáng nay em đang có mặt ngay tại huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang cô chú. Ở đây là thuộc xã Tân Lợi. Video ngày hôm nay em sẽ trở lại thăm cái hoàn cảnh của hai cha con sống cô đơn ở trong một cái cánh đồng mùa nước nổi cô chú. Ở đây giống như là một cái nơi tách biệt giữa đất liền, được ngăn cách bởi những cái dòng nước.
Đây là khoảng 6 giờ sáng. Ở đây có một cái chiếc ghe đi qua một cái cây cầu chỗ con kênh này cô chú. Đấy. Đây là một cái con kênh mà hai cha con sống ở trong đó cô chú. Đường đi vô đó cũng rất là khó khăn nha, khó đi lắm luôn. Đấy. Chỗ em đứng ở đây là một cái cây cầu. Buổi sáng giờ này là mặt trời lên rồi nè cô chú. Cây cầu này, cây cầu ở trong vùng quê á, cho nên là em không có biết tên cây cầu gì luôn. Ở ngay này là một cái ngã tư sông nè. Ở đây em thấy cũng có rất là nhiều ghe đậu đây luôn. Có những cái xuồng bà con đi cào lưới nè. Để cô chú anh chị các bạn có thể thấy cái con đường đi vô nơi hai cha con á cũng rất là khó khăn nha cô chú. Đây là một cái đường quê cho nên nó là bầy dê giờ còn ngủ anh ơi. Hôm nay thì em cũng đi với anh Lộc Ti Tôn á cô chú. Đấy. Ở đây như có khách du lịch vô gì rồi, có cái xe hay đi ngang một cái chuồng dê nè cô chú. Lên 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 anh Lộc. Giống có khách du lịch vô quá anh. Thì ở một cái video trước á, em cũng có chia sẻ hoàn cảnh của hai cha con. Nhưng mà bữa đó trời cũng khá là tối, cho nên ngày hôm nay em vô vào buổi sáng để có thể tìm hiểu thêm về trường hợp của hai cha con cô chú. Và ở đây rất là nhiều cây cối. Và xuống lầu ơi. Đúng rồi cô chú ơi. Đi luôn hả? Ở đây như bông súng ma hay gì á anh, hay là cây gì vậy? Nhưng không phải bông súng mình ơi. Rau gì? Rau tràng. Rất là nhiều cái rau tràng nhìn giống như lá bông súng nha cô chú. Mùa nước thì chỉ có cái con đường này là bờ khô thôi cô chú, còn xung quanh hai bên là nước ha. Còn mùa khô á là ở đây là những cái cánh đồng lúa. Phía bên trái em là một cái con kênh nè, còn bên đây là núi Bà Đội Ôm ở vùng Tịnh Biên. Thường sáng sớm á là anh Minh là cha của thằng bé sẽ hay đi bơi xuồng đi chợ. Không biết hôm nay buổi sáng sớm anh có đi chợ không. Ở đây là những cái cây này mình nhìn qua phim giống như là mấy cây ớt vậy đó cô chú, nhưng mà không phải nha, đây là cỏ đó. Ở đây là cảnh đẹp như trong phim vậy đó cô chú. Đây, đi tới phía trước là mình phải qua một cái hào nước nữa cô chú. Ở đây là một cái cống nước. Giờ xe máy phải lội qua đoạn nữa. Ở đây mình có thể nhìn qua ngọn núi Bà Đội Ôm rất là đẹp. Ngọn núi rất là thinh linh thiêng cô chú. Sở dĩ ở đây có ngọn núi tên là núi Bà Đội Ôm thì ngày trước có một cái ngọn đá trên đỉnh đó, là giống như hình ảnh một người phụ nữ đội một cái ôm ấy cô chú. Và ngọn núi này có một cái sự tích rất là hay và mang cái ý nghĩa rất là nổi tiếng ở vùng đất Tịnh Biên này. Và một dịp khác thì em sẽ chia sẻ thêm về cái sự tích huyền thoại cái vì sao có tên là ngọn núi Bà Đội Ôm.
Thôi em đậu đây chờ anh Lộc đi qua. Giờ này vừa hơn 6 giờ sáng rồi, mặt trời lên rồi nè cô chú. Rồi bây giờ em cho xe máy lội qua luôn. Đấy. Nước ở đây chảy cũng rất là mạnh nha. Đấy. Bữa em vô tới đây là khoảng chiều tối rồi. Đấy, anh Lộc anh đi qua anh phải lội qua cô chú. Đó. À, sáng nay thì em cũng có ghé chợ An Hảo mua một ít bánh với lại mua mấy cây rổ tre vô để tặng hai cha con. Em thấy ở trong đây còn thiếu vật dụng lắm. Hôm bữa thì em cũng chưa có tìm hiểu là thiếu cái gì nhiều, nhưng mà những cái dụng cụ như là phục vụ cho nấu nướng á, còn thiếu nhiều lắm cô chú. Hôm nay em thấy mấy cái gỗ tre đẹp quá nên mua luôn. Rồi chào anh Lộc Titon nha. Lộc Titon xin chào cả nhà nha. Rồi đi tiếp anh ơi. Dạ rồi, bây giờ là tụi em phải đậu xe ở đây rồi phá cổ lại cô chú. Đó, rồi khóa lại, nói chung là khóa lại. Và bây giờ phải lội qua chỗ này để đi tới chỗ hai cha con. Tới đó thì thằng bé nó sẽ bơi xuồng ra, nó rước một đoạn nữa. Đó, đường đi ở đây phải nói rất là khó nha. Hôm bữa khi mà em đăng video lên á, và em cũng có đăng một cái đoạn ngắn về cái cảnh đẹp ở đây, thì có rất là nhiều bạn hỏi em là nơi vô đây để mà chụp ảnh cô chú. Đó, thì hy vọng những cái lần chia sẻ video của hai cha con tiếp ở đây á, thì em mong là có nhiều khách du lịch đến đây để cho hai cha con có thể có thêm một chút thu nhập cuộc sống hàng ngày. Đấy. Lội ở đây là nước nó ngang đầu gối cô chú ơi. Đấy. Đấy, nước kia em lội tới đầu gối nè. Đấy. À, ở đây những cái bụi rau tràn, cái lá thì giống như lá bông súng vậy đó. Nhưng mà cái bông thì nó trắng trắng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị các bạn. Dạ, giờ này là khoảng 6 giờ 30 phút sáng cô chú. Hồi sớm 5 giờ mấy em dậy thì thấy ở đây mây rất là nhiều và có mưa nặng hạt nữa, mưa lâm râm. Rồi sợ là vô không được, nhưng mà khoảng tầm 6 giờ rưỡi là 5 giờ rưỡi là trời hết mưa rồi, mây cũng tan bớt. Sáng thì ngày mặt trời mọc từ hướng này nè cô chú. Nghe thì em chia sẻ thêm là ở một cái video vừa rồi á, thì em có đăng lên thì cũng có nhiều cô chú hỏi em là sao không có chia sẻ chi tiết cái hoàn cảnh của hai cha con, cũng như là review cái ghe của hai cha con ở trên đó sống như thế nào. Đó, thì hôm nay em trở lại để tìm hiểu thêm. Và cuộc sống em thấy đúng là cũng thiếu thốn, nhưng mà bữa đó tối quá cô chú thì em không có khai thác được nhiều, thì em buổi tối đó thì em cũng không có ngủ lại, em đi về luôn. Đó.
Ở đây là một cái cảnh rất là đẹp. Em nghe anh Lộc nói là bình thường cũng có rất là nhiều nhiếp ảnh gia vô đây để săn ảnh nè, rồi cũng có một vài khách du lịch, nhưng mà chưa có nhiều người biết tới. Em mong là những cái video em chia sẻ ngày hôm nay á, thì có nhiều du khách biết tới, cũng như bạn trẻ mà đam mê chụp ảnh á, tới đây để mà chụp ảnh, rồi có thể hai cha con có thể phục vụ gì đó cho các bạn, thì hai cha con có thêm được những cái thu nhập hàng ngày nữa, thì nó có đồng ra đồng vô đỡ hơn. Đây nè cô chú, ở đây mình gặp những cái cụ lục bình ha, rồi mấy cái bông nè cô chú, bông này là bông của cây cao tràng nè đó. Đây còn một đoạn khoảng khá là xa mới tới hai cha con. Buổi sáng ở đây em thấy có một cái ghe bà con đi làm nghề cá về nè cô chú anh chị. Đây chắc đi đổ vớn ha, đi giăng câu gì á. Đây, ở đây mình có thể nhìn qua ngọn núi Bà Đội Ôm rất là đẹp luôn. Rồi đi một khoảng thời gian đoạn. Hiện tại là em thấy phía bên kia có nhiều người, hình như một số nhiếp ảnh gia hay là các bạn trẻ sang đây để chụp ảnh hay gì đó cô chú. Em thấy hai cha con đang bơi xuồng, giăng lưới để cho mấy bạn nhiếp ảnh chụp ảnh nha. Rồi đứng đây đợi để chút xíu hai cha con rước. Đó. Đứng dưới nước không có kiến anh ơi. Đứng trên bờ là kiến dữ lắm luôn. Đó. Bây giờ thằng bé nó sẽ bơi qua rước em với anh Lộc qua cô chú ơi. Sao mệt vậy con? Chú nè. Gỗ mua cho con đó. Sâu quá. Sao mệt? Gỗ nó đựng vậy. Sao mệt vậy? Đưa chú đưa bác Lộc qua trước đi. Ô, đi hai người đi, chơi cho vui. Cái ông bên bển đang chạy kìa. Hai người chìm sao? Gỗ nó đựng vậy. Đựng chú nướng cho con đó. Hai người chìm sao con? Chìm không? Đi thử biết à. Thử biết hả? Chìm thôi, lỡ chìm rồi em đi trước đi. Hai anh đi trước. Thôi anh đi trước đi. Con chở bác Lộc đi trước đi. Chú mua cái gỗ tặng con với chú nướng. Thích không? Ừ. Nó xong ăn bao lâu rồi? Mấy ổng vô, mấy ổng có nói gì chú không? Cho xuống sông luôn đi. Cho bác Lộc xuống sông đi. Đi. Chú ngồi im nè. Chú thì có lắc. Chú ngồi im nè, đâu có lắc đâu. Chú lắc quá là khó lắm á. Ừ, bơi sao mà chú rớt nước nha. Sao ạ? Rớt nước là hư máy hết luôn á. Hư máy chú nghĩ xài. Hư máy mình về mình nếu mình xẻ máy là mình xài này á. Rớt là hư luôn. Sao ạ? Máy quay rớt nước là hư hết. Chi à? Sáng giờ con ăn gì chưa? Ăn thì có ổ bánh mì à. Ấy hả? Chú nghe con nói con thích chú nướng cái chú có mua. Chú nướng có mua chú nướng không? Con thích ăn gì? Ngồi vô đây ngồi ăn luôn đi, rồi không qua bển, để qua bển mấy ông kêu làm nữa rồi mình đói, đi ngồi đây ăn luôn. Ngồi đâu? Đấy, chú mua bánh cho con á.
À, cái chuối nướng kia, cái chuối nướng kia cái sớm cô quá. Sớm quá cô chia chưa có ra. Chưa có ra. Cái chúng mua chuối nướng nếp luôn. Rồi ăn đi. Bị gì rồi? Trời ơi, chúng cái dòng đi quá nhanh tốc độ chú. Quá nhanh tốc độ hả? Rồi sao? Chuối này được không? Ngon á. Yeah. Ngon hả? Thằng bé nó thích ăn chuối chuối nướng cô chú. Nhưng mà chuối nướng thì cái sớm quá cô kia chưa ra. Cho nên là em mua chuối nếp nướng luôn. Nhưng mà nó cũng thích. Chú tặng cho hai cha con cái gỗ nè. Chịu thích không? Gỗ cây vậy hả? Ừ, cái gỗ cây để rửa cá, rửa rau rồi. Cái này mau một lắm á. Không, không sao, một thì mình mua cái khác. Một thì mua cái khác. Sao? Chứ xài gỗ nhựa nó hư, nó phá hoại môi trường. Sao em không? Được không? Chuối được không? Được. Mình sao mấy anh này không biết trong đây, không vô đây quay rồi. Thấy chú đăng cái video của con lên á, rồi mấy chú đó coi. Hôm nay thì rất là nhiều nhiếp ảnh gia ở ngoài Châu Đốc vô của chú. Phải Châu Đốc anh Lộc? Đúng rồi, Châu Đốc. Sáng giờ hai cha con diễn cho mấy ổng chụp ảnh. Rồi mấy ổng có nói là chú coi video của chú không? Có nói không? Bánh tét đó, mua cho con luôn đó. Không. Thì con ăn trước đi. Không có chuối, không có cái chuối nhậm ngày à? Hả? Cái chuối nhậm ngày á. Làm sao chú chưa hiểu? Cái chuối mà ăn chuối cho mới ngon. À, cho chú nướng không hả? Tại vì sớm quá chưa có mua được. Sớm quá thì cô kia chưa có ra, cái cô bán chưa ra con. Chú đi lại chợ sớm để tranh thủ vô đây sớm nè. Mấy bữa nay có cá nhiều không con? Không được con nào luôn hay là được vài con? Ăn không? Bữa giờ ba con có bán cá không? Ăn. Rồi chú uống trái rồi. Trái chú nướng rồi. Ngồi xuống. Đừng đó. Để mình đi xuống đây mình có bị gì. Nhỏ nó ghiền ăn chuối nướng quá. Ăn xong giờ đi tiếp đoạn nó mới tới nơi. Cái xuồng này người ta làm gì về vậy con? Túc chim. Túc chim hả? À, cái xuồng này đi túc chim về. Này của người Chăm. Phải không? Phải người Chăm không? Nó người Chăm chứ mình người bình thường chứ mình không người khác. Mình là người gì? Người bình thường. Người bình thường hả? Bình thường là người gì? Dân tộc. Mình á, mình gọi là người Kinh, nghe không? Kinh gì? Cái tên, cái tên của dân tộc mình là người Kinh. Còn sùng vừa gọi là người Chăm. Chăm. Còn ngoài kia á là người Khmer. Khmer. À, thằng bé Cảnh á, cô chú nó rất là lanh nha. À, có nhiều cô chú nói nếu mà Cảnh được đi học là Cảnh thông minh lắm. Buổi sáng ở đây chú thấy cũng có người đi thăm vấn không? Không, cũng không có thấy mà chỉ có. Mà có cái chăn mấy ông này quay rồi. Chú thấy liền á thì chú quay đẹp còn mấy chú chưa thấy liền là mấy ông quay đẹp chưa? Chỗ này lội sâu không? Sâu. Sâu dữ không con? Sâu tới đâu? Nếu giờ cao thì lội tới liền gồm mà. Tới liền quần hả? Ai ơi! Đi bà lâu! Sâu lắm! Rồi, đi qua rước bác Lộc đi. Chuyện té. Có cái chân. Cái chân lại để vô cái máy kia. Này cũng nút mí quá rồi. Đấy. Sao? Nói không? Không thèm không? Sáng giờ bơi mệt lắm hả? Cũng hơi mệt mà có ông kiếm bơi. Chị hả? Ông kiếm bơi chứ. À chú tưởng là con bơi. Đi nha.
Rồi cảm ơn con nha. Anh già lâu rồi em đang sao chụp được đây. Đây là phim trường của mấy anh nhiếp ảnh gia dựng để chụp ảnh cô chú. Gió nó đầy rồi chụp khói. Anh Minh là ba của cái cảnh là diễn viên chính. Không làm sao lưng chụp một người xét thôi chứ anh xét từ bên kia mấy chụp có xét em cho theo à. Không đốt để đây đẩy khói nó xuống đó rồi. Dạ lỡ đốt đó đây đó rồi sao giờ đóng ung đi được. Anh đừng có gọi vô mặt tôi đó anh gọi vô đống lửa. Gọi đống lửa rồi. Cha ơi con kia anh thử đi. Đã đóng ung lỡ đốt vậy rồi chụp vậy đi chứ sao giờ đóng ung được. Không khói lấy được. Được. Ok. Vô bị đứng luôn coi. Con đừng có dòm vô cái đèn, con cứ làm bên đó dòm vô đấy. Hai cha con đang làm diễn viên nha cô chú. Nghiêng con hiếu mà nghiêng vậy. Coi như là các canh như bạn sẽ đúc. Nghiêng đầu thôi, nghiêng đầu thôi. À, đúng rồi. Đứng qua chút con, đứng qua đây chút, đứng qua đây chút. Khói quá à. Đứng qua đây chút đi. Khói quá. Đứng qua chút, đứng qua chút. Rồi đó. Rồi, rồi, nghe mắt lại, nghiêng đầu qua. Này nó thỉnh sáng rồi. Con đứng qua đây nè, đứng qua đây nè. Đứng qua đây nè, đứng qua đây nè. Đúng rồi. Đó, rồi, dở lên. Đúng rồi, đẹp trai luôn, đúng rồi. Giờ đúng không? Đúng rồi, con lên đây chút xíu. Đấy. Anh Minh anh để bộ râu là đúng chắc cho nhiếp ảnh luôn á. Râu nó bây giờ dậm luôn. Đúng không á, lúc nào ấy, lúc còn sáng á, nó mới lên khói. Chứ còn tính là xui sáng là nó không em. Đó, rồi nhìn lưới con. Nhìn lưới á. Nhìn lưới đừng lắc tay. Ê, con đừng có nông đẩy nhiều. Đấy, hai cha con làm diễn viên. Cách con ba. Thấp tay xuống, thấp tay bên này xuống. Không, con đụng lưới nhưng mà thấp tay xuống đừng để cao. Rồi, ok, tay kia đầu đụng lưới coi. Tay phải đụng lưới. Rồi ok, nhìn lưới thấp xuống. Đặt tay thấp xuống. Ok, ngước mặt lên xíu. Nhìn vô lưới. Nhìn lưới đừng có không đừng cúi đầu. Ok đứng nguyên. Đây nè cô chú, sáng sớm ngày hôm nay khi mà em vô chỗ hai cha con thì gặp rất là nhiều anh em cũng như là các chú bên nhiếp ảnh vô đây chụp ảnh. Tại vì cái cảnh ở đây phải nói là rất là đẹp cô chú. Đợt trước thì khi vô đây quay clip thì em cũng có quay một cái đoạn TikTok play cam cái cảnh cái gió chơi thôi, nhưng mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì lên 200.000 lượt view trên TikTok, cho nên là mấy anh mấy chú ở đây mới biết được, mới vô đây để thực hiện những cái bộ ảnh, những người chơi nhiếp ảnh đó cô chú. Bây giờ 8 giờ sáng ha, để cho mấy anh mấy chú chụp ảnh xong đi rồi tới em chia sẻ cuộc sống của hai cha con. Dạ rồi, sau một hồi các anh các chú nhiếp ảnh đã làm xong những cái bộ ảnh cho hai cha con thì bây giờ mấy chú mấy anh về rồi, giờ thằng bé đưa người cuối cùng sang xong. Giờ là cũng 9 giờ sáng rồi cô chú, hôm nay vô gặp mấy chú mấy anh ở đây. Rồi bye bye anh nha. Đưa chú sang xong. Sang xong rồi có trở lại nữa không anh? Ủa, có dịp nào trở lại nữa. Dạ. Thằng bé nó đi sông nước rất là vững cho nên nó đứng trên cái xuồng này á rất là tự tin. Đây là chiếc ghe của hai cha con. Đây, chút xíu nữa thì em sẽ tham quan cái ghe đây, xem cha con sống như thế nào. Đây là những cái tay lưới mà đồ nghề của anh Minh và cháu Cảnh mưu sinh hàng ngày. Ở đây em thấy như cũng có cái tấm pin điện năng lượng mặt trời nè, không biết còn xài được không. Ủa mới cho hôm qua anh Minh. À sao người ta biết anh đây mà người ta cho? Biết bị mà chị Tám ở trên cái cầu này nè, bà có vô đây 3-4 lần bà đem đồ gạo rồi bà cho trong này nè. Dạ dạ. Vậy là mới luôn hả? Dạ. Hôm bữa em vô thấy thì không có
điện. Hôm nay là có người tặng cái món quà rồi ha anh. Dạ. Có quà bà không có chỗ xuồng gì đi vô được đó. Dạ. Rồi bà mướn người ta chạy vô này kiếm tôi đi ra ngoài dạ. Chở vô đó. Dạ. Là cái đó bây giờ mình xài là để sạc điện đồ vô bình được luôn rồi ha anh. Dạ, cái đó sạc vô bình. Dạ. Vậy là giờ xài đỡ sợ tốn điện rồi. Dạ. Giờ mình kẹp bình hết điện kẹp vô là có điện à. Dạ. Nhưng mà có một cái là nhiều khi khách du lịch người ta vô đây đó muốn kiếm anh chắc không có điện được, anh đâu có xài điện thoại. Không có xài điện thoại, bà có cho cái điện thoại nữa mà bữa đó tôi làm rớt nước hư rồi. À, trời ơi. Rớt nước bữa đó. Dạ. Đấy, cho em tham quan cái ghe anh xíu nha. Dạ, cái gì đó. À, ở đây là chỗ ngủ của anh Minh nè cô chú. Đấy. Đây, cái mùng rồi lót cái miếng dán miếng gỗ miếng dán ép nè cô chú. Để ngủ. Ở đây tối rồi nó hầm đúng không anh? Trưa nó hầm dữ không? Giờ trưa có nhờ bóng cây nè. Dạ. Cũng mát gì. Phía sau là bếp hay gì anh? Ở sau không có cái bếp, ở sau đó có cái máy để chạy xuồng chạy ghe đó. Dạ dạ. Mà sao bóng giờ cái ghe là tôi nhân điện nó sáng. Kệ, bình còn điện mà. Dạ. Đây là hai cái bình. Hai cái bình. Xài. Nếu mà có điện thoại mình có sạc đồ ở đây được không anh? Có cục sạc điện thoại. Cũng ý nói là mình có sạc trực tiếp từ cái bình qua được không? Có cục biến điện á. Dạ. Cục biến điện mình kẹp vô bình rồi mình mới ghim điện thoại vô. Dạ. Là mình có sẵn rồi ha. Có rồi. Dạ. Cũng chị Tám ba cho đó. Dạ. Em thấy ở đây người ta hay đặt cửa ngục hay làm vớn á. Dạ. À, do anh Minh không có điều kiện để đầu tư những cái đó hay sao? Cái đó nó nặng vốn lắm. Cái dạ. Đó mà làm mà sức mình yếu yếu với xuồng máy đó phải bự mới được. Còn xuồng nhỏ này chở cây không có hết. À, cái vỏ nó phải lớn, phải có nghĩa là phải có một cái vỏ bự hơn cái xuồng này. Dạ. Dạ. Kiểu như cái vỏ phải cỡ 8-9 thước bề dài á. Mình chở ba cái xây vớn vớn đồ đó. Dạ. Mới đặt được. Làm cửa ngục cũng vậy ha. Dạ. Dạ. Em thấy nhiều khi đặt lợp hoặc là xà di thì cái xuồng nó không bự bằng. Lợp với xà di nó dài hơn xuồng này chút nữa được rồi. Dạ. Bự hơn chút. Nó không có nặng giống như cái vớn ủa cái vớn với cái cửa ngục. Dạ. Cái đó dạ. Nó nhẹ giống hơn. Dạ. Như cái xuồng mà để mình làm nghề lợp hơn nghề gì đó xà di đó anh thì cái xuồng đó mình mua khoảng nhiêu? Có khoảng 9 triệu. 9 triệu hả? Dạ. À, cái vỏ ha. Cái vỏ. 8-9 triệu. Dạ. Còn cái máy là mình anh có máy chưa? Có cái máy rồi. Có cái máy để chạy vỏ được. Chạy vỏ đồ được. Dạ. Nhưng mà không có cái vỏ. Không có cái vỏ. À. Vậy nhà lúc mùa khô thì đi giăng lưới cái máy đặt xuống xuồng này nè. Được không anh? Được. Nó nhỏ xíu mà. Máy 65, 65 ngựa à. 65 ngựa. Đây, cái xuồng nhỏ này anh cũng đặt được cái máy nhỏ nè. Có chở được Cảnh theo không? Không, Cảnh đẩy ghe không à. Dạ. Yeah. Con biết bơi không Cảnh? Không. À, biết bơi là tất nhiên biết lội đó. À, vậy là giữa xà di và cái lợp đó rồi anh cái nào nó đặt nó sẽ hiệu quả hơn? Xà di với cái lợp nào? Cái lờ mà. Cái lờ hả? Dạ. Theo giờ người ta đặt xà di chứ cái lờ đặt không có chạy. Mùa khô mình có đặt xà di được không anh? Mùa khô đâu đặt xà di được. Có mùa nước này nè. Dạ. Nước đặt được. Còn mùa khô là anh theo anh làm cái gì mà để anh sống cho nó hiệu quả? Mùa khô thì cái nghề của anh á. Lưới ba màng á, mình bủa ra mình cuốn liền. Dạ. Bủa theo mấy cái vô cỏ gì nè, mấy cái cỏ gì mình đúng bao giáp vòng hết. Dạ. Dọn lấy lên trước đi đi dặn lấy. Dặn lấy. Còn mùa nước này không có chơi ba màng được anh. Mùa nước này cũng dặn được nữa mà nặng vốn lắm. Dạ. Bởi vì giờ sắm dặn lưới ba màng mà dặn mùa nước này á là phải từ 3 triệu. Mấy nay mà. Ồ, dữ vậy. Dạ. Bao nhiêu mét bao nhiêu cây lưới ba màng mà bủa ra một giác như vậy là bủa là một cây số lưới bủa một cây số mà một đêm phải giờ 4 giác. Dạ. Yếu sức dằn không nổi đâu. Dạ. Thì mình dằn hai giác thôi. Dằn hai giác cũng được mà ngặt sắm dằn lưới tới 3 triệu bạc luôn. Dạ. Bánh bao. Như với thời điểm này mình đi dằn lưới ba màng thì có muộn không anh? Giờ sắm nhiều quá thì đâu có vốn đâu sắm, bây giờ ít ngày nữa nước giật mà cỡ dăng dưới kinh đó. Dạ. Mình bủa cuốn liền là mua 4 tay. À 4 tay 1 triệu. Dạ. Là bây giờ anh có chưa? Chưa. Giờ chưa có lưới ha? Chưa. Dạ. Ba lưới đó giờ gắt hết rồi. Lưới mấy cái lưới đó, hồi sáng để làm phim trường đó là gắt hết rồi. Dạ lưới đó là ít ngày nữa nước giật là dăng thứ lưới đó không đó.
là lưới ba màng đây phải không? Dạ, loại lưới đó. À, hồi sáng giờ làm phim trường cho mấy ông nhiếp ảnh đây. Dạ. Nhưng mà cái lưới này đã nó đã gắp sẵn hết trơn rồi. Lưới này là lưới ba màng đó anh. Dạ. Dạ. Giờ là anh không có cái đủ kinh phí để mình mua. Chưa, giờ chưa có tiền. Dạ. À, cái xuồng cọc chưa? Cho rồi. Nhưng mà nước giật thì anh không có, mình xài ít thôi chứ không có xài đến nỗi nhiều phải không? Nước giật thì mình mua lần 4 tay à. Lần 4 tay là đủ xài rồi ha. Dạ. Là khoảng chi phí 1 triệu. Triệu. Dạ. 4 tay là bằng bao nhiêu mét anh? Tay 45 thước. 45, hai tay thì 90. Dạ. 180 thước. Dạ. Còn bữa giờ từ nước mới xuống với hổm đài là hai cha con là dăng lưới kéo gió với dăng lưới phụ phụ thêm ba lưới treo đó. Dạ, lưới đó là lưới ba màng hay lưới cá rô? Nó lưới dăng cá rô được, mà dăng trên đồng được chứ ít ngày nữa dăng dưới kinh dăng không được. Dạ. Bây giờ là anh cần khoảng 4 tay lưới ba màng. Dạ. Dạ. Rồi cái quạt này người ta mới cho thì... Dạ, mới cho hôm qua nữa anh. Mới cho cái quạt luôn ha. Dạ. Dạ. Cho cái quạt với cái năng lượng. Cái ghe này ngày xưa ba mẹ tặng hay là ngày xưa anh mua? Cái ghe này á là thôi vợ ra rồi tôi mới buồn tôi đi mằng cây mướn cho người ta. Dạ. Rồi dành dụm tiền mua được chiếc ghe này nè hai cha con ở. Dạ. Chứ ngày xưa anh chị chưa có thôi nhau là mình ở trên nhà chơi, ở trên nhà ha? Ở trên nhà. Dạ. Trên nhà rồi thôi ra rồi đợt Covid đó rồi tôi mới lên trên này tôi mằng sống. Dạ. Rồi nhà để đó người ta dở mất tiêu rồi. Đợt Covid đó, đâu đi tới lui được. Nhà đó là đất của mình hay là của ai mà người ta dở? Đó nhà ở đậu nhà đất người ta. Mình dạ. Cắt ở nhà vậy thôi. Dạ dạ. Chứ mình không có đất gì hết. Không. Dạ. Nóng quá hai cánh. Nóng không được không? Không chú không được. Bữa chú quay lên á, có rất là nhiều cô chú anh chị khen con đẹp trai. Khoái không? Khoái không? Đẹp trai mà tao nói chuyện phải cho nghiêm chỉnh đàng hoàng. Khi quay phim chụp hình đồ nó láo táo. À, nhiều khi chụp hình nhiều quá mấy chú với bạn đó làm kiểu này kiểu kia cái nhỏ nó mệt. Tại vì nó còn nó bé quạt mà. Quạo. Em chờ đây em còn mệt. Nhưng mà cũng nhờ mấy chú với nhiếp ảnh với lại ví dụ có khách du lịch, ví dụ như mấy bạn mà trẻ mà vô đây chụp ảnh rồi chơi á, thì nhiều khi hai cha con hỗ trợ người ta cần gì á thì nhiều khi mình cũng có đồng ra đồng vô. Dạ. Em cũng hy vọng khi đưa lên thì có nhiều người biết tới. Dạ. Anh với con bé có thêm thu nhập. Kẹp nó quạt nữa mà. Ừ. Kẹp quạt nó đi. Bữa giờ mỗi bữa vậy bao lâu anh ra chợ bán cá một lần? Bữa giờ nè, cái hiện tại thời điểm này nè, hai bữa ba bữa mới đi bán bữa. Cái bên xuống đây mà kẹp cái quạt. Một bữa chợ bán cá thì mình được kiếm được bao nhiêu tiền anh Minh? 60-70 ngàn. Dạ. Cỡ này chưa có chục xả. Nó kẹp bên nào chỉ con đi. Kẹp bên đó đi. Nè. Dạ. Kẹp nó đi. Thì bây giờ nếu mà có cái điện thoại để cho anh bên đây chứ. Để cho anh nghe gọi hay hoặc ai gọi anh thì cũng được ha. Dạ. Vậy là cảnh biết lội. Dạ biết lội. Dạ tưởng đâu sông nước thì không biết lội, cũng nhiều khi anh đi để nó ở nhà cũng nguy hiểm. Dạ. Cảnh với biết lội thôi chứ nói biết bơi là cảnh không biết đâu. Dạ. Nói biết lội thì nó biết, còn nói biết bơi thì nó không có biết. Dạ. Có như là từ ngữ không được phong phú. Dạ. Đúng rồi, cảnh ở trong đây nên chưa có hiểu được nhiều từ ngữ. Ghế xuồng lâu năm quá không ghế nó cái ngày nó mục. À, anh Minh ở đây nước uống đồ là anh mua hay là sao anh? Đây tháng này là uống chứ kinh này không chứ đâu có mua bọng. Dạ. Bị đi thì cái vô tới hôm đó không có đổ nước được mà chở cái đường xe thì nó rớt thùng bể luôn á. Dạ. Mình bơi xuồng vô tới không anh? Bơi thì được. Mà mắc làm gì là không có đi được luôn. Dạ nhiều khi nó bất tiện quá mình chơi nước dưới kinh mình dùng luôn. Dưới kinh luôn. Có lóng phèn không anh? Không. Múc lên quất luôn. Ừ. Trời đất, vậy nè. Bỏ nấu dạ. Mới uống không à chứ không có uống nước ấy. Dạ, mình nấu ha. Nấu. Mình cũng nấu. Dạ. Cái này nếu mà anh vậy anh nếu mà thường xuyên bất tiện đổi vậy anh nên mua mấy cái cục phèn. Dạ. Để mình với cái xô to to đó. Dạ, nóng. Để mình để anh ghe nè, cái mình lóng phèn vậy nó qua vậy nó đỡ ha.
thì rồi sau đó mình mới nấu thì cho nó an toàn hơn. Thấy cuộc sống ở đây tuy là cảnh đẹp, rất là nhiều người thích cái nơi này cô chú, nhưng mà nó thiếu thốn đủ thứ. Nào là điện đó, điện thì mình có thể sử dụng năng lượng mặt trời nè, còn nước thì nó hơi thiếu, nhiều khi bất tiện phải đi đổi. Anh chơi trực tiếp luôn. anh có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe không, có sợ không? Mình nấu thì nó cũng diệt vi trùng, cũng không gì đánh đổi. Nhưng mà sợ nó có chất này chất kia nó chứa trong người mình á. Thấy bình thường đâu có gì đâu. Là ngày xưa giờ cũng vậy luôn anh? Đó giờ khi mà đổ nước gần thì có phương tiện mình đi cũng đổ nước uống. Vậy là cái máy hồi nãy anh nói là để cho chạy cái ghe này luôn hả? Ủa cái máy đó mà để trên cái xuồng nhỏ này chạy được? Được. Vậy thì chạy cái ghe này chắc chạy chậm lắm à? Chậm lắm à. Đi chậm lắm. Tại cái ghe này phải chạy cái máy dầu hoặc cái máy đầu xe mới rồi. Dạ. Đây, cái máy mà để chạy cái xuồng này nè cô chú, thì ảnh chạy luôn cái ghe bự này. Chạy chắc phải hù hết lắp cái máy. Không có, mình chạy cũng vừa phải thôi. Dạ. Chạy chừng một cứng phần ga chút à. Dạ, nhưng mà nó đi chậm ha. Nó chậm. Chứ mình chạy lớn quá, mình chạy nếu mà chạy xa máy chịu không nổi đâu. Dạ. Bây giờ là 10 giờ trưa rồi. Anh Minh anh chuẩn bị bữa cơm sáng. Hồi sáng giờ ảnh chỉ ăn sáng ăn bánh thôi. Giờ chuẩn bị bữa cơm gọi là cơm trưa luôn á. Nãy giờ cũng bắt quá. Đi không? Bây giờ nãy giờ có bắt không quay mà tắt cho người ta nghe hết trơn. Có chú có quay. Này xấu lắm, này không có đẹp mấy. Ai cũng khen con đẹp trai đó. Ai khen? Khán giả. Dạ. Ai cho mình ngồi hái vậy? Giờ cảnh đi hái rau muống để nấu canh hay luộc gì nè. Không biết nấu canh hay luộc nữa. Làm cái món nào cảnh? Giờ làm món nào đãi chú với bác Lộc? Hay quá, trời giấc khỏe. À, chú ngồi yên nè. Yên nè. Ngon lành vậy không? Con cứ hái đi. Bình thường con biết hái mà. Rồi em để chú đi tới xíu nha. Rồi, được rồi đó. Ở đây nó đỡ lắc rồi. Cái này là rau muống đồng vượt nước nè cô chú anh chị các bạn. Nó gì theo lục bình á. Hái lục bình không? Con biết hái lục bình không? Biết. Hái cái cọng nó mau. Hồi hái lục bình đi cái ăn cơm với cá kho. Sao à? Chú thích ăn lục bình lắm. Sao à? Hả? Một lục bình này già lắm rồi. Già hả? Già. Lục bình này già không anh Minh? Vậy hả? Cứ non cái cọng bự mà nó dài cái mình lặt xác ra chứ lấy xác ra chứ nó mới non. Dạ em tưởng đâu non á thì mình tước chấm với cá kho ngon lắm. Gỗ xấu. Trời ơi, cái gỗ tre chú mua đẹp vậy mà chê. Cái gỗ này mình xài nó không ảnh hưởng môi trường nha. Xài đầu nhựa nó ảnh hưởng môi trường dữ lắm. Đồ nhựa nó hư cái mình dục ra nó gây hại môi trường lắm. Còn cái này nó hư cái mình đốt luôn à. Mình chụm luôn. Đó. Mình bỏ nó cũng không có, nó cũng ngục luôn à. Vì chú ơi, nhà chú xài gỗ gì? Nhà chú xài gỗ tre. Gỗ tre mà. Ừ, và tre nè. Ghe tre trúc nè. Là chú lấy nhà chú mua. Chú mua. Sáng chú đi ngang chợ chú mua đó. Mua thấy hai cha con thiếu thốn á chú mua cái này trước. Con có chịu đi học không? Chịu đi mà hỏi cha con em cho đi không? Cha đi ha, để mốt chú kêu cô giáo vô đây dạy cho con chịu không? Cô giáo ở đâu? Kêu cô giáo ngoài trường á. Vô tới hôm nay dạy cho con luôn.
con chịu không? Hả, vô tới nhà luôn. Mà đi này sao đi vậy? Vô. Miễn chú vô được thì cô giáo vô được. Rồi hái nhanh nhanh đi để nắng nó còn. Như đây. Ít mà, ít quá. Kìa, còn nhiêu nè. Còn bên kia nhóc kìa, mấy cái đọt bên kia nhóc hồi nãy con hái sót kìa. Đó, cái đọt con mới cầm đó. Cái đọt bự kìa. Tại chú có một tay chú hái bự không được. Mấy tay chứ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Ui. Một người hái thôi, hai người hái là nó lắc cái chìm xuồng á. Chưa. Chú nghiêng cái là con ở bển con động đậy đâu quấy được. Sao nó để tao làm. Nghiêng nè cho chú. Thu cao nha. Chú nghiêng quá à, chú đi quay giải hai người. Đây lục bình ngon quá cô chú ơi mà anh mình nói không có vàng. Ủa lục bình ngon gì kìa? Có không? Có con tước đi. Con tước đi. Ui ngon nè. À, cảnh 11 tuổi nhưng mà biết hái gao nè, biết lục bình non là giỏi lắm rồi. À, phải non không? Con coi đi. Chú không, chú giỏi lắm luôn á, chú không biết luôn. Nhiều khi kinh nghiệm của chú không bằng con á. Hôm nay em nghe anh Minh nói là có cá thiểu kho. À, gao muống này có thể là luộc nè. Hôm qua là em nghe anh Minh nói là hôm qua hai cha con đi lượm một vịt ở bên ngay cái chỗ ruộng lúa mà hôm qua mấy bà con cắt lúa là có vịt người ta thả đồng ở đó. Hôm qua hai cha con có đi lượm một vịt thì chút nữa có rảnh thì dẫn chú đi lượm một vịt với nha. Anh Minh thì anh đang làm cá thêm. Làm cá thêm nữa anh Minh. Làm cá thêm. Dạ. Cá đâu à? Cá bữa giờ hai cha con kéo gió đó. Cá sình. Đâu mà sình. Cá rộng trong xô trong rộng mà. Nhanh. Đây là mớ cá thiểu. À, anh Minh kéo gió. Cái này kéo gió không hả anh Minh? Dạ. Giờ anh Minh nấu cơm. Gạo để trong cái thùng vậy luôn á hả? Dạ chuột quá chuột rồi. Trời ơi. Khét. Sao anh không để lên ghe? Để ghe chuột xuống nó đi theo đường dây á. Dạ. Nó đi xuống được. Để vô thùng nó khét không được. Dạ. Đây bữa cơm giữa đồng cô chú. Ở đây giống như là một cái nơi mà cách biệt với bên ngoài một chút xíu. Giống như sống ở đây được gọi là cuộc sống cô đơn á cô chú. Bình thường anh với Cảnh ăn thì nấu mấy lon anh? Nấu lon rử à? Dạ. Rồi giờ nấu mấy lon? Chắc này mình quất 3 lon đi. 3 lon luôn à? Dạ. Dạ. Nấu coi cho mấy ông ăn luôn à? Ừ, ăn chú vui. Chú đói bụng rồi. Mình lên quay phim đi, mình lại nhà ta, mình quay và mình ăn cơm nhà ta luôn à? Đúng rồi. Ừ. Cắt cái bao làm gì trời? Nhúng lửa. Ở đây mình tận dụng mọi vật chất để nhúng lửa. Mấy bữa mưa lớn rồi cái bếp này nó dột rồi sao nấu anh? Mình đậy. Đậy lại ha. Dạ có bao đó đó, cái bao nó kéo đậy rồi. Dạ.
Mùa khô thì anh không ở cố định đây ha? Không, mùa khô cái ra ngoài kinh lớn ngoài. Rồi cũng đi văn lưới đường này hoài à. À, nhưng mà mùa khô thì ra kinh lớn thì đậu cái ghe cố định ha? Dạ. Cố định ngoài kia? Ngoài kia. Dạ. Ngoài đường lộ ngoài đó đó. Thì cũng kiếm cái chỗ để nấu ăn vậy? Dạ. Ra ngoài đó có người quen rồi này kia nhiều, mình đi văn lưới cảnh nó nhỏ, nó ở nhà nó ở ghe, nó coi ghe mới được. Dạ. Còn như trong này cái vắng quá vắng, đi văn lưới tối ngày mình nó ở ghe nó không dám. Nó không dám ở mình hả? Ban ngày á, bỏ nó, tối ngày không dám bỏ nó. Dạ. Ở ngoài thì có người quen người ta coi ra coi vô. Dạ. Dạ. Ngoài quen nhiều. Ừ. Dòng họ anh em con cháu ở ngoài đó cũng đông lắm. Dạ. Anh Minh được mấy anh em? Tới 9 người rồi. Dạ. Anh thứ mấy? 9. À, vậy là anh Út luôn hả? 9, còn thằng em trai Út nữa. À, dạ. Thằng em trai Út năm nay nó cũng nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi, tôi 49 thì nó cũng 45, ý là nó 44. Dạ. Thì hết 9 người đều làm nghề cá luôn anh Minh? Không, cũng ngự mặn nghề này nghề kia, đi công ty đồ Bình Dương thành phố á. Dạ. Làm công ty công nhân. Dạ. Vậy ngừ thì cũng làm ruộng, rồi mướn đất bằng ruộng đồ này kia cũng tùm lum làm đủ chuyện hết á. Dạ. Còn có mình tôi năm nay xong nó xuống sức yếu quá rồi mới kéo gió văn lưới đồ này kia nè. Dạ. Chứ mấy năm rồi còn khỏe không? Năm rồi còn đi làm cây mướn nổi mà. Ừ. Năm nay quá xuống yếu ngừ. Cây là mình đi giác ha anh? Cây cũng bò lớn nè, rồi mình giác mình chuyền ra ghe mình chắc được cho người ta. Dạ. Anh Minh có suy nghĩ là mình sẽ đi bước nữa không? Giờ nghĩ hai cho con gì sống được. Dạ. Thêm nữa không nổi đâu. Đóng dạ. Đuối rồi mình lo cho thằng nhỏ được rồi. Dạ. Giờ đi nữa sợ mình lo cho cảnh không được ha. Dạ. Đấy, giờ chờ anh Minh nấu cơm sau rồi kho cá. Rồi rau luộc cô chú. Cái ghe của anh Minh là cỡ 5-6 tấn á, cô chú anh chị các bạn. À, hôm nay thì thấy ảnh được tặng một cái tấm pin năng lượng rồi, thấy cũng đỡ rồi. Test xài thấy ổn rồi hả anh Minh? Dạ, làm rồi thử rồi qua hết trơn rồi. Dạ. Ai làm cho mình? À, tám bả mướn rồi vô làm luôn. À, con có thợ vô làm luôn nha. Dạ. Thấy bà. Anh Minh nấu cơm chắc nước hả? Dạ. Dạ. Cái nước để ăn luôn anh Minh? Để mình vừa uống còn này kia. À, chăn canh hả? Dạ. Hồi nhỏ em ăn cơm ở nhà cũng hay lấy nước cơm để chăn canh. Dạ. Học cho em coi cái nước cơm rồi. Lâu rồi chưa ăn cơm lại cơm củi mà chắc ra lấy nước cơm. Rồi, em cảm ơn anh. À, cái nước cơm mình để một hồi á, thì nó sẽ kẹo lại cô chú. Sao ạ? À, chan cơm, ăn cơm với cá kho chan cũng ngon lắm. Đây là một cái buổi cơm buổi trưa chia sẻ về cuộc sống của hai cha con anh Minh với cháu Cảnh. Và em với anh Lộc cũng dùng chung bữa cơm luôn. Chứ không phải là một cái buổi làm những ẩm thực ngon nha cô chú. Tại vì ở đây là những cái món ăn đơn giản, em chia sẻ thực tế cái cuộc sống của anh Minh và cháu Cảnh ăn gì uống gì ở trong một cái cánh đồng nước nổi ở đây, chứ không phải làm video về ẩm thực, cho nên là tất cả đều dân giả hết. À, nước mắm Nam Ngư. Thì ở đây thiếu thốn nhiều chỗ, nhiều cái, nhưng mà nấu ăn thì anh Minh cũng đầy đủ ha. Hành, ớt, tiêu. Hai bữa đi chợ một lần hả anh Minh? Dạ. Đây là cái buổi ăn cơm hôm qua
anh Minh chiên khô còn nè cô chú. Cơm chiều ha. Đây là những cái con cá mà hai cha con bắt được rồi làm khô để dành ăn lần á. Những lúc mà kinh tế nó eo hẹp á, thì sẽ ăn khô. Tại vì ở đây mùa này thì anh Minh chỉ giăng lưới và kéo gió thôi. Cho nên là những cái tay lưới của ảnh thì gắt hết rồi. Cho nên là bắt cá cũng không có nhiều. Cho nên mỗi buổi chợ á, thì ảnh cũng chỉ bán được khoảng chừng 5-70 ngàn. Mà 2 ngày mới bán được một lần. Đây là cảnh đi giăng lưới nè cô chú. Đó. Lưới cá rô hả con? Dạ, lưới cá ấy, cá con đó. Cá rô phải không? Dạ, lưới cá rô là mà giống cái gì? Khác ly. Cá rô ai đâu giăng cái này? Hay quá ha, nhỏ xíu mà biết giăng lưới nữa. Giỏi chưa cô chú ơi? Rồi con có biết gỡ cá không? Biết, có cá thì gỡ đi. Biết gỡ luôn. Ừ. Biết làm cá không? Biết mà, là biết mà nhé. Cái tuổi này còn đáng lẽ tuổi học, tuổi ăn, tuổi chơi. Nhưng mà cảnh biết hái rau nè, biết giăng lưới là một cái điều mà rất là nhiều chúng ta đôi khi người lớn cũng phải nể cảnh một phần á, cô chú. À, con văn vậy rồi bao lâu con mới đi thăm? Chiều thăm luôn rồi. Chiều hả? Chứ không phải là xế xế thăm hả? À. Con biết bơi là ai dạy con bơi? Biết lội á? Cha dục dưới sông mà con biết bơi á. Cha dục dưới sông là biết lội luôn. À. Hay quá. Con nước bao giờ chưa? Không. Không hả? Con biết hát không cảnh? Ha, chú nghe cái giọng này hát hay lắm á. Muốn làm ca sĩ không? Không. Biết ca sĩ là cái gì không? Gì? À, những cái cây này, những cái con chuồn chuồn nước nó đậu trên cái cây khô này nhiều lắm cô chú. Muốn nít lại đậu đó. Thấy không? Cái tư thế của cảnh ngồi trên cái xuồng nè. Rồi cái chân, quan trọng là cái chân quẩy quẩy nước để cái xuồng đi tới để thả lưới đó, rất là chuyên nghiệp. Cá lồng tông hay gì? Lưới cá lồng tông hả? Gì ai biết thế đâu. Lưới này là có thể dính cá gô, cá linh luôn anh. Cá linh thì nó dính, lấy cá linh nó dính. Ừ. Bây giờ làm món rau muống luộc ha anh, rau muống đồng luộc. Rau muống luộc. Hôm nay thì anh Minh đãi em với anh Lộc bữa cơm trưa ở đây luôn. Hôm bữa vô tối quá thì cũng không có chia sẻ được gì thêm về cuộc sống của anh với cháu Cảnh ở đây. Ở đây lâu lâu con nhiều khi có mấy anh em vô đây thăm không anh? Vô đi chơi không? Có, hổng đường này còn đi được, có chị, anh chị đồ vô đây nè. Dạ. Chứ bữa đó người anh thứ hai vô trong này nè, điện thoại hư không có sạc pin được đó. Dạ. Rồi ông điện không được cái ông lội vô ông cho hay. Dạ. Cái vụ mà người ta cho cái tấm pin, cái miếng năng lượng đó. Dạ, tấm pin năng lượng. Cũng lội bộ luôn hả? Lội bộ, lội đường đó. À, nước ngập lội luôn. Lội luôn. Ờ. À. Là bữa ông chống chống cây gậy đó. Dạ dạ. Cho muốn đồng hồi nãy cảnh hái nè. Cô chú anh chị. Cái này mà nó non hơn nữa, nó dược nước á, mình dạ. Bóp rỏi ăn ngon lắm. Dạ. Đây, nước nó sôi rồi, bây giờ anh mình sẽ luộc rau. Hình như nước hơi ít hơn mình. Cái mình luộc mà. À, nhiều rồi. Dạ. Cảnh là nó cũng biết gỡ cá rồi luôn anh mình. Biết, nó biết gỡ cá, giăng lưới, gỡ cá, cuốn lưới rồi làm được chân. Dạ. Mần cá biết không? Mần cá cũng biết luôn. Biết luôn ha. Dạ. Giỏi thiệt. Mấy cái đó anh dạy nó hả? Dạy nó là nó mặn.
Nó dòm nó thấy mình mặn đó rồi nó mặn theo. Dạ. Rồi bây giờ là tới giờ cơm rồi. À, anh Minh dọn cơm ra. Rồi vô ăn cơm chưa? Ừ. Mình gấp cái ra. Tôi muốn. À, rau luộc. Dạ. Còn món rau luộc nữa. Đây là cá kho lạc nha cô chú. Cá thiểu không mà. Anh kéo sao toàn cá thiểu mà không có cá linh. Đây. Là cơm, để tí nữa anh mình xới luôn. Chén bát đâu cũng tươm tắt quá nè. Thơm á, cá thơm anh Lộc. Rồi. Gào luộc gà nữa là dùng bữa được rồi đó. Em nghe anh Lộc nói hôm bữa là anh không có chén luôn hả? Có hai ba cái à. Dạ. Như là không có tất bàn tay phụ nữ cũng hơi bị như là nó hơi bị thiếu chu đáo xíu. Không có chu đáo. Dạ. Kiểu như có hai ba cái thì anh nghĩ là hai cha con đủ ăn rồi, không có cần nhiều nữa. Sớm em có đi mua hai cái gỗ tặng anh. Dạ. Để rửa cá rồi. Này cơm, hồi nãy thì anh Minh có hấp thêm mớ cơm nguội cho nên là sẽ có cơm cháy nên nó có hơi màu ngà ngà như cô chú. À, Cảnh đi đâu rồi? Không ăn cơm hả? Nó không ăn. Chắc hồi nãy ăn bánh nó nò, ăn bánh uống nước nò. Rất là mộc mạc nha. Dạ. Rồi, mời anh Minh, mời anh Lộc nha. Rồi, ăn cơm anh ơi. Rồi, ăn cơm. Bây giờ là tận dụng hết khả năng. Có chi dùng đấy, cả nhà ơi. Thầy đúng bạn đã sinh cá kho lạc phải không? Dạ. Đúng cái này phải me mới đúng á. Thầy kệ. Nhưng mà có chanh nè. Còn bên đây là rau luộc. Rồi, em mời cô chú, anh chị, các bạn nha. Rồi, mời cả nhà luôn. Dạ, mời anh Lộc. Cơm luôn. Rồi, dạ. Rồi, mời cả nhà ăn cơm luôn. Thôi em thử cá, em thử cá kho anh mình anh làm như thế nào nha. Ngon. Có chanh nữa, nó chua chua ngon. Không bao bình thường đâu. Ngon quá. Đây rau luộc cô chú. Em muốn luộc chấm vô. Ngon lắm. Ăn luôn rồi. Bữa cơm giữa đồng ruộng cô chú ơi, trải nghiệm cuộc sống dân dã của anh Minh với lại cháu Cảnh. Ở video trước thì em vô buổi tối cho nên là không có chia sẻ được hết cái cuộc sống của hai cha con. Hôm nay thì vô ban ngày mới thấy được cái những cái thiếu thốn ở đây. Này cá anh kéo sao mà nó không có cá linh cá thiểu không ha? Có mấy bữa trước chạy cá linh. Dạ. Cái qua sao không có cá linh? Dạ. Đi nhầm bữa. Rau luộc chấm cá kho lạc ngon quá. Anh Minh giờ anh hạ gió xuống các bạn. Đấy. Cái gió bao lâu mình kéo lên anh? Thì theo như ví dụ cá chạy nhiều thì 5-10 phút mình kéo. Vậy ha. Cá chạy ít thì nhiều khi mình để lâu lâu chút. Dạ. 10 phút 20 phút.
nửa tiếng cũng có. Buổi tối thì ghe xuồng ta chạy mình không kéo. Xuồng nhỏ, vỏ nhỏ thì mình khỏi kéo, chạy dạ. ngay đầu gọng đó. Dạ. Chạy qua luôn, còn kéo như ghe bự rồi này kia mình mới kéo. Dạ. Mùa nước chắc cá, mùa cạn chắc cá nhiều lắm anh, lúc mà nước nó rút nè, nước cỡ chục xạ cá cũng có lý lắm. Dạ. Ở đó thì mình kéo phải là cái cũng vài ký được. Có cá. Ủa. Cá ục hả? Mới thả mà ăn cá ục về. Ồ, anh mới thả xuống mà nó có con cá ục rồi, kéo lên luôn. Kéo thử rồi. Có cá. Không biết nó vô. Hên xui vậy ha. Nó còn không là nó ra luôn. Lúc mà nước xạ rút đó là kéo một cái cũng vài ký được ha. Dạ. Dạ, lúc đó là mình anh tự lựa rồi đi bán luôn. Dạ, đem vô căn bán hàng luôn. Dạ. Để coi có con gì không nha cô chú. Anh mới thả xuống thấy con cá ụt bự rồi. Không được con cá mày dinh bự rồi. Con cá thắt lát vậy đây. Dạ. Nước chảy là đi nhanh ha. Dạ, chứ còn cá bự là gì. Dạ, con không? Đi rồi hả? Có lại nhảy rồi ha. Ừ. Cá nãy hả? Ghê vậy? Trời ơi. Giỡn sống luôn rồi. Mới thả tay lưới được, mới có nửa tiếng anh đi đi thăm rồi nè cô chú. Đâu, cầm cá lên giới thiệu cho cô chú xem ơi. Đây. Cá, mấy con cá hộp mít với con cá rô biển. Okay. Rồi cá này cũng ăn luôn hả? Ăn thì làm gì ăn đi, cá này ăn được không? Cá gì vậy? Như cá hộp mít anh ơi. Ừ. Ồ, cá đó kho ha, làm khô thì cũng được. Vậy mà ăn đi, mà ăn đi. Để nó đi. Đây, ở đây là một cái ruộng mà những cái bụi rau tràn nè, nhìn giống như là bông súng vậy đó cô chú. Rất là đẹp luôn, đổ bông. Ở đây tới cái chỗ bà con thả dịch tàu nè cô chú. Đó. Hôm bữa thì mấy cô mấy chú cắt lúa ở đây nè. Tháo gái rồi. Cảnh với anh Lộc đang đi kiếm hộp dịch. Em lại đây thấy có bà con thả dịch ở đây nè. Bên kia là cái bầy dịch bự, dịch đẻ, còn bên đây là dịch con. Đấy. Và ở đây như có bà con đặt cái lú để chặn cá nó ra nè. Và đây là dịch chạy đồng nè cô chú. Ở đây có cái hàng cây thốt nốt rất là mát luôn. Bên đây là núi Bà Ôm. Nhìn là một cánh đồng lúa, rồi ngọn núi, rồi bên đây là nước, đẹp quá cô chú. Thả dịch hả chú? Dạ. Tụi con qua đây chơi kiếm có hộp dịch đẻ không mót. Bên kia là dịch đẻ phải không chú? Còn đây là dịch con hả chú? Con. Chung chủ luôn hả chú? À, khác. Chung chủ. À, chú đi giữ mướn hay là chú chủ? Giữ mướn. Dạ. Đây mát quá hả chú? Quá thì mát luôn. Có bóng cây. Có hộp dịch thì vô đây nướng nó mát nè anh Lộc ơi. Bầy dịch con này là mấy ngàn hả chú? 2.000 mấy. Dạ. 2.000 mấy dịch con nè. Đấy. Có được trứng nào không Cảnh con? Gì? Có được trứng dịch nào không? Được. Được mấy trứng vậy? Được mấy trứng? Rồi, chắc bánh lái luôn. Sức bánh lái luôn. Được mấy trứng vậy anh Lộc? Được 3-4 trứng vậy đó. Dạ hả? Chú nói hiện giờ tại là dịch nó cũng đang chuẩn bị thay lông cho nên không có nhiều. Không có đẻ. Cho nên là nhiều khi nó có đẻ gơi chứ trong chuồng là người ta không có nhốt để cho lấy trứng luôn. Đâu, được hộp dịch đâu, đem lên nướng luôn. Nướng không? Con biết nướng hộp dịch không? Nướng sao vậy?
Hả? Ní sao vậy? Hồi sớm con nói biết nướng không dịch? Biết ní. Ủa, được tận 6 trứng luôn hả? Thù. Được 6 trứng luôn hả anh? Thù. Êm vậy? Con không đi thả nữa. Đã trời. Lấy gom, lụm gom đâu vậy? Bên bán á. Dạ hả? Bên đó luôn hả? Ừ. Thầy ơi. Trời ơi, mà bẻ con muốn ngon hết sức ngon luôn ta. Ăn mới được đầy đủ. Ừ. Chú nói vịt này thì thả nó đi ăn này, nhưng cũng phải đổ thức ăn thêm các bạn. Đổ, đổ thêm. Chứ mình không đổ thêm nó đói. Dạ. Mình giữ này ăn tháng hả chú? Tháng. Một tháng thì mình được bao nhiêu chú? 7 triệu. 7 triệu ha. Người ta lo ăn uống hả chú? Ăn uống người ta lo hết. Dạ. Giờ anh Lộc với bé Cảnh nướng hột vịt luôn. À, để nhanh đi hết nữa. Con tưởng đâu mấy chú che trại đây để ngủ chứ. À. Để ra đi xé rồi nhắm nhắm ra. Đi vậy cực ha, thấy mấy chú đen hết trơn. Mà ngắn thì phải đen rồi. Dạ. Cảnh, nhanh đi. Ở đây xung quanh nước hết trơn, chỉ có bên đây với cánh bên tà sư bên kia thì mới đang cắt lúa. Rồi tiếp tục đến cánh. Vậy là giữ vịt muốn một tháng thì cũng được 7 triệu, người ta lo ăn uống đồ hết. Sáng mấy giờ đi, mấy giờ về chú? 6 giờ, 5 giờ mấy mình thả giờ. Dạ, 5 mấy thả ha. Dạ, chiều 4 giờ. À, bây giờ thả vịt đẻ ra đi ăn hả? Ở đây có cái bụi thốt nốt nè, rất là mát luôn cô chú anh chị. Mát mà mình ăn nó đẹp luôn. Sao nó quay được đám mây? Gần quá. Em chống xa lại chứ anh. Nghiêng, nghiêng quá, nghiêng quá. Nó hơi nghiêng quá. Lái đâu? Lái qua lưng nè. Trời, chưa đợi mấy này. Bà con chuẩn bị mưa rồi. Trời bắt đầu chuẩn mưa rồi, cô chú ơi. Dạ bây giờ là trời chuyển mưa của chú. Dạo này từ trưa cho tới chiều là ở An Giang hay mưa lắm. Đang chuyển mưa nè, không biết có mưa hay không nữa. Giờ này thì anh Minh ổng đi thăm lứ. À xin lỗi, anh Minh ổng đi thăm gió. Hồi sớm thì thấy ảnh có thăm mấy lần, thấy cũng có cá đó. Có gọng trong gọng nè. Để ảnh đi thăm vấn thăm cái gió một lần nữa. Nãy giờ được mấy con anh? Mới nãy được con. Dạ. Qua nay cũng còn gọng đây không? Còn. Dạ. Khi anh bán cho bà con mấy cô ngoài chợ bỏ mông bảo ăn hàng á là nhiêu ký? Này bán bữa hai bữa mình đi bán là 70-80 ngàn chứ không có biết là được nhiêu ký nữa. Không, mấy bả cân bao nhiêu một ký? Một ký gì cũng 20 mấy ngàn. Rẻ quá ha. Dạ. Này cá này anh gọng mấy bữa trước cũng còn nữa nè cô chú. Dạ anh mở ba đi tuôn ba. Dạ. Dở lên ha. Ừ, nhiều không? Lắm lắm mình. À. Nhóm là từ từ cái nó dướng cái gì dưới đây vậy? Nó không có dướng, nó bị đóng gọng cái gọng đó. À nó hơi nặng ha. Nó không có chưa kịp xì nước cả. Dạ dạ. Cá nó chết vậy. Ừ. Cá mà kìm nó chết nè. Đây mang cái gì đây? Cá này dinh. À, có cá khác nữa kìa. Ừ. Rồi, thêm mới vậy. Ừ, nhiều quá nha. Dạ. Ừ, quá trời nè. Ừ, cá ngon. Cá khác này dinh nè, cá. Cá he nữa như thế. Cá là lục phi. Cá heo nữa. Rồi. Không, cá ngon quá cô chú. Giờ trời chuyển mưa mây xanh trên mấy ngọn núi nè. Quá trời rồi. Chắc em cũng tranh thủ về cô chú ơi.
để mắc mưa nữa. Cái này anh thu hoạch được mấy ngày? Dạ, mình đã thăm thêm một cái gió nữa rồi xem coi thử coi có cá không. Thường cá là nó chạy buổi sáng nhiều. Dạ, chạy buổi sáng với buổi chiều mà trời không chuyển á. Dạ. Còn mà chuyển là cá nó không đi. Dạ. Để đợi tới mùa cá nhiều em vô đây coi kéo gió rồi cá dữ không. Tới nước cạn kéo chắc dính cá linh không anh? Không, ở đó là cá lóc, cá chê. Dạ. Biết có không thấy em gu à. Có cá nhỏ nhỏ kìa. Cá nhỏ có. Cái này giống như cái chập vậy đó cô chú, nhưng mà nó bự. Mấy con dài còn cá nhỏ nhỏ. Mấy cá linh. Này linh ghê à. Bởi thời điểm này anh kiếm cá khó lắm, không có lưới, không có lưới nguyên văn thì kiếm khó lắm. Có lưới ba màng thì mình bao mấy cái ụ lục bình để anh. Dạ, ủ bao cái mình đuổi nó, cái nó giật mình nó chạy vô dính. Dạ. Kẹt cái thau đó. Tại anh Minh đó là ở đây mình còn thiếu cái gì nữa không anh? Ví dụ như đồ dùng hay là gì đó anh còn thiếu cái gì nữa không? Giờ đồ mình ăn hàng ngày hả? Dạ, ví dụ như là đồ dùng trong gia đình nè, anh còn thiếu cái gì nữa không? Ví dụ như bữa giờ không có điện thì anh cũng được tặng cái điện rồi đó. Dạ. Cái nhu cầu cuộc sống anh bây giờ anh thấy đây mình còn thiếu cái gì không? Giờ còn thiếu là ít bữa nó nước giật là thiếu tiền mua lưới dặn với kinh không à? À, là hồi sớm anh có nói là khoảng 1 triệu đó phải không? Dạ. Dạ. Với hiện tại là em thấy anh cái điện thoại bị hư rồi. Dạ, điện thoại hư luôn rồi. Dạ. Thì hôm nay em tới đây thì cũng sẽ thay mặt cho một người anh, đó là anh Trương Văn Phương ở bên Na Uy, gửi cho anh một cái phần quà, đó là một số tiền. Dạ. Để hỗ trợ cho anh mua lưới nha, để dạ, cho tiếp anh trong cuộc sống. Dạ. Đó. Với hồi nãy em cũng có hỏi anh ấy, thì nghe nói là chia sẻ anh còn một đứa con gái, là lúc anh với chị là chia tay nhau là mỗi người một bắt một đứa con. Dạ. Mỗi người nuôi một đứa. Dạ. Chia dạ, nhau. Vợ dạ, tôi bắt đứa con gái. Dạ. À, đứa con gái của anh hiện tại là bao nhiêu tuổi? Nó năm nay nó 10 tuổi. Ngày 11 nó dạ, 10 tuổi. Hai anh em giống như sinh năm 1, sinh trên nhau 1 tuổi. Dạ. Bé kia thì đi học anh? Nó đi học. Dạ. À, ngày xưa thì bé kia đi học từ nhỏ, sao anh nó lại không được đi học? Không, bị thôi ra rồi về dưới mẹ nó đó gần trường đó. Dạ. Thì cho nó học được. Ừ, nhưng mà thằng bé này mình mới có đi vô đây sống có 4 năm à. Thì thời điểm lúc nhỏ thằng bé nó sao nó không đi học anh? Bởi vì lúc đó ở cái chỗ ở đó cũng trong đồng gì nè. Dạ. Cái đường đi khó khăn gì nè. Còn bé kia thì sao đi học được? Bởi vì nhà theo mẹ nó nhà ở đường lộ lớn mà rồi trường cũng gần nó nữa. À, ý nó là hai anh em trên nhau có 1 tuổi à. Dạ. Thì lúc anh chị còn sống chung thì bé kia nó đã đi học rồi? Chưa, nó chưa học. Chưa hả? Dạ. Vậy là bé đi học trễ hay sao? Mới vô học mới còn năm nay nè. Bé kia hả? Dạ. 10 tuổi rồi mà mới vô học lớp 1 luôn. Dạ. Vậy là học trễ hơn ta mấy năm luôn. Dạ. À dạ, em tưởng đâu bây giờ 10 tuổi rồi cũng học lớp 2-3 lớp rồi. Đó, mới có lớp 1 à. Dạ. Rồi bây giờ em để em trao cho anh cái phần tiền của anh Phương để hỗ trợ cho anh mua lưới ha. Dạ. Để tiếp cho anh trong cuộc sống. Dạ. Thì dịp khác thì em sẽ quay trở lại thăm hai cha con anh nữa. Dạ. Dạ. Lại đây chú nó nghe nè Cảnh. À, ngồi kế ba đi. Ngồi kế ba đi con. À, bây giờ chú sẽ thay mặt cho chú Phương ở bên Na Uy á. À, hôm bữa khi mà chia sẻ câu chuyện của hai cha con á thì chú Phương cũng có
giúp đỡ cho hai cha con có cái kinh phí để mua lưới. Thì hôm nay em thay mặt cho anh Phương ở bên Na Uy ha, gửi tặng cho anh cái số tiền đây là 2 triệu đồng. Đây là anh lại với cô bác mình hen. Dạ. Đây là 4 tờ 200 ngàn. Dạ. Để hỗ trợ cho anh mua lưới nha. Dạ. Vì cũng mang hơn cô bác anh em. Dạ. Để giúp tôi trong cuộc khốn khổ. Dạ. Rồi, ông này có dao. Ngồi xuống con, ngồi im. Con ở đây nghe lời ba nha. Thì hy vọng là sắp tới có điều kiện hay là có cái duyên nào nó đưa đẩy cho Cảnh được đi học, cho nó tương lai nó được tốt hơn. Dạ. Dạ. Rồi em chào anh nha. Dạ. Chú chào Cảnh nha. Dạ. Bây giờ nhờ Cảnh đưa chú với bác Lộc đi. Bác chú. Mà bác chú con, giúp đỡ cho con. Dạ cho con. Con nói là cảm ơn chú Phương đi. Cảm ơn chú Phương. Con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nói là con cảm ơn chú Phương đã giúp đỡ cho hai cha con. Chú Phương. Chú Phương. Nó đớt. Đớt. Nói chữ Phương không được. Dạ. Này có gì không? Thì chú quay phim lại. Hả? Rồi em chào anh nha. Dạ. Dạ. Rồi, cho mấy triệu à. Chú hỗ trợ tiền cho cho cha đừng mua lưới đồ ba dân. Mua lưới để mày. Để nuôi con lớn để còn dành dụm tiền cưới vợ cho Cảnh nữa. Chịu không? Chịu không? Chịu cưới vợ không? Nó con còn nhỏ lắm. Rồi vậy thôi, giờ nhờ Cảnh đưa chú với chú Lộc qua bên kia bờ để đi về. Sao cũng... Bây giờ cũng chiều rồi, sắp mưa rồi, chú còn đi công chuyện nữa nha. Bây giờ là khoảng 1 giờ trưa rồi. Đúng lẽ ra thì sớm vô rồi về sớm, nhưng mà tại có mấy chú giúp ảnh gia đó thì nhường cái thời gian cho mấy ảnh mấy chú chụp hình. Rồi mà tới rồi. Dạ bây giờ Cảnh sẽ đưa em sang bên nhánh bên kia để đi về cô chú. Con bơi đi, con bơi đi. Bơi không nổi hả? Nãy Cảnh đưa em sang nhưng mà gió xuồng nghiêng cái bị lọt nước luôn cô chú. Bây giờ Cảnh nó không dám bơi nữa rồi, nó lội nó kéo luôn rồi. Cô chú anh chị và các bạn yêu quý kênh thì vui lòng cho em một like, một bình luận và một đăng ký kênh nha, để em có động lực làm nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chú bye bye Cảnh nha. Rồi chào con. Đấy, rồi về đi. Về đi con, về đi. Cảnh lội rất là giỏi, lội như gái vậy đó cô chú. Như con gái cá nha. Đúng rồi. Rồi đi về đi. Rồi về nhớ ngoan nha. Rồi mai mốt có dịp cá nhiều chú quay trở lại. Dạ hôm hiện tại là đang đi về mà chưa có ra khỏi cái con đường này nữa cô chú. Bây giờ mưa kéo tới quá thì lớn luôn rồi, ra hết kịp luôn rồi. Sẵn thấy chú ở đây đang quăng chài nè, quay cho cô chú xem luôn. Chứ bây giờ mưa rồi chạy ra cũng không kịp rồi. Giờ lấy áo mưa đậy đồ lại. Mưa đang, hiện tại là mưa đang hướng bên phía núi Bà Đội Ôm. Đây quá trời mưa luôn cô chú, giờ có chạy cũng không kịp nữa. Đây ở hướng chỗ cái ghe của
anh Minh với bé Cẩm đó, là bây giờ mưa đang ngay chỗ đó rất là nhiều luôn á, mưa trắng luôn rồi. Đó, bây giờ mưa nặng hạt luôn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Đó, thấy mưa ở giữa đường, giữa đồng mà thấy cảnh đẹp quá, quay một đoạn cho cô chú xem luôn. Đó, đang trên đường về, bây giờ mưa quá trời mưa. Dạ đây nè cô chú, khi mà rời khỏi ngay chỗ trong cái cánh đồng mà hai cha con anh Minh với lại là cháu Cảnh, thì khi ra ngoài đường lộ ở khu vực đường nội ô của núi Bà Đội Ôm nè, thuộc xã Tân Lợi nè, trời mưa ở đây nước nó chảy thành suối luôn rồi nè cô chú. Đó. Đây cô chú có thể nhìn thấy mấy em học sinh nè, đó nó đạp xe đạp mà nước lúc cái bánh xe luôn rồi. Quá trời à. Này cô chú, em chạy xuống theo một cái đường nè, cái con đường này là đường dốc nha, cho nên là nước nó chảy nè, đó, đi suối luôn đó. Chỗ này là như suối luôn nè cô chú. Đó. Nước chảy như suối này, lộ mà thành suối luôn nè. Mưa mà lớn nữa là nhà dân là ngập ngập trong nhà luôn á cô chú anh chị, quá trời ngập. Chơi nè. Tắm cái gì? Tắm cái gì? Dạ. Tắm mưa hả? Ở đây là một nguyên một đoạn mà nó chảy nước dày lên luôn cô chú anh chị. Mấy em nhỏ bây giờ thích tắm mưa ra đây tắm nè. Trời ơi chỗ này có cái hố. Mấy em nhỏ ra đây tắm mưa rồi. Tắm rồi. Nước nó tràn vô nhà luôn hả chị? Nó tràn vô nhà luôn hả? Dạ. Chị gái đang quét kìa. Em mưa thích lắm hả? Đi tắm mấy đứa. Dạ. Rồi xin chào. Chừng lọt cái tấm đó. Ồ, nước nó chảy vô nhà nè cô chú. Phải nước lên mà còn biết bơi không? Coi chừng nó lọt xuống cái tấm này nha. Đó, cái tấm này nguy hiểm lắm nè. Cái tấm này nguy hiểm lắm. Ồ, nó chảy rồi. Ở đâu anh? Dạ. Ồ, có một chỗ sâu lắm cô chú. Đâu mấy đứa nó tắm kìa. Đừng có lại gần cái cống đó nguy hiểm nha. Oh,
đây nè cô chú, phía trước một cái trường mầm non Hoa Mai ở xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang nè. Nước chảy từ tỉnh lộ chảy xuống phía sau của núi Bà Ôm á, trên núi Bà Ôm chảy xuống cô chú. Chảy đây là như suối luôn á. Đứa nhỏ nó thích nước, nó loại chơi nè. Quay video à? Tên gì, tên gì? Tên của chú là ống kính đó đây. Nước về mà tắm hả? Rồi, mấy đứa nhỏ nó thích nước, nó loại nè. Tàu mấy đứa nhỏ nó chạy kìa. Suối luôn á. Đây nè. Suối chảy luôn. Trời ơi. Nước đỏ ao luôn, tại vì cái lỗ đây đang làm hay sao á. Vào mùa mưa thì nước nó chảy vậy đó cô chú anh chị. Tàu ở đây xuống luôn. Có mấy đứa nhỏ nó phái nước nè. Tắm gì vậy? Tắm hả? Mấy đứa nhỏ nó tụ tập lại nó chơi đá banh rồi cô chú. Mấy đứa nó khoái nước. Trời đất ơi. Xuống dưới đường cống nó chảy qua đó hả anh? Dạ. Chảy ngang cửa luôn. Đây là chỉ đó, là trên núi giống như lũ lụt. Năm nào cũng vậy hay sao anh? Dạ. Đường xá thì mạnh hết. Dạ.